sống ngay chết mai lo gì. Ta là người xuyên không có hệ thống. Các người biết hệ thống của ta là gì không? Hắc hắc, hệ thống đầu tư trói buộc cấp thần. Chính xác, chỉ cần ta trói buộc một nữ tu có tư chất nghịch thiên. Ví dụ như sư muội Thanh Mai Trúc Mã của ta, nàng ấy là nữ đế trọng sinh, tư chất tu luyện cực kỳ nghịch thiên. Ta quyết định trói buộc sư muội thân yêu của ta. Từ ngày đó trở đi, ta chỉ cần nằm im, chỉ cần tu 6 sư muội có chút tiến bộ, thì hệ thống sẽ không ngừng cung cấp tu 6 và công pháp cho ta. Ta chính là thần của thế giới này. Mê mông, ta tên là Băng Tiên Nhi. Hừ, ta chính là nữ đế chuyển thế trong miệng sư huynh. Nơi này có một sư phụ không đáng tin cậy và một sư huynh suốt ngày say xỉn. Nơi đây có một hệ thống chiến đấu mô phỏng. Chỉ cần trong không gian hệ thống đánh bại người được chỉ định, mê mông, thì ta sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Vì vậy, ta chỉ định sư huynh say xỉn kia làm đối thủ. Nhưng ta mãi vẫn không thể đánh bại huynh ấy. Hu hu. Ta là sư phụ không đáng tin cậy của tên đồ đệ bất tài kia. Niềm vui duy nhất trong đời ta là đánh bạc với vận may. Ta thu nhận đồ đệ cũng là để có thêm tài nguyên, để đánh cược với vận may. Nhưng không ngờ, kết quả là những thiên tri kiêu tử ta vất vả thu nhận được đều trở thành hậu cung của tên đại đồ đệ kia. Đại La Kiếm Tông, tông môn đứng đầu Phong Vân Đại Lục, mà nơi linh khí nồng đậm nhất Đại La Kiếm Tông chính là Tiêu Giao Phong. Nhưng Tiêu Giao Phong rộng lớn như vậy chỉ có 3 tu sĩ sinh sống: sư tôn mê cờ bạc, sư huynh nghiện rượu, sư muội nô lệ. Sống nay chết mai lo gì, ngày mai sầu đến ngày mai sầu. Cuối cùng cũng được uống 20 năm rồi, thật thoải mái. Hệ thống, mau ra đây. Ngươi nói để ta và Lâm Nghiệp 20 năm sau trói buộc, mà ta còn chưa ra, nhanh chóng làm việc đi. Phát hiện ký chủ và Lâm Nghiệp đã đạt được thành tựu tử kiếm tiên sau 20 năm. Tư chất tử kiếm tiên, đáp ứng điều kiện trói buộc của hệ thống. Trói buộc và đầu tư, hệ thống bắt đầu tiến hành trói buộc. Trói buộc thành công, chỉ cần ký chủ đầu tư vào sư muội của mình thì sẽ nhận được phần thưởng và trở nên mạnh hơn. Mê mông, quả nhiên tiểu thuyết mạng không lừa ta. Cuộc sống yêu nghiệt của ta chính thức bắt đầu. Gửi tặng gói quà tân thủ. Anh, gói quà tân thủ là cái gì? Ta không biết. Cái quái gì vậy? Phần thưởng dành cho người xuyên không? Hệ thống, người dám nuốt riêng gói quà tân thủ của ta. Người có tin? Ta không cần người nữa. Hắc hắc, ký chủ đang đùa sao? Hệ thống đang phát gói quà tân thủ. Tặng ký chủ thể chất nghịch thiên vũ hồn, tặng ký chủ thể chất tiên thiên hỗn độn kiếm thể, tặng ký chủ đế nguyên kiếm, thăng 6 đại cảnh giới, tặng ký chủ hồ lô diệu cực đạo đế binh, tặng ký chủ kiếm chản tiên cực đạo đế binh. Ôi, hắc hắc, thiên tài trong tông môn đều chỉ là trần uyên cảnh tà hữu hư, hoặc là địa uyên cảnh. Bắt đầu. Trực tiếp vô địch, cất cánh, bay lên, bắt đầu đã mắc cấp rồi. Làm tốt lắm. Không đúng, hệ thống, thiên nguyên cảnh mới là mắc cấp. Có phải ngươi cố ý bóp xén tu 6 của ta không? Ký chủ, 100 điểm sẽ khiến người ta kiêu ngạo, 99 điểm mới có thể khiến người ta nỗ lực hơn. Trực tiếp mắc cấp thì không còn gì thú vị nữa. Ha ha, có lý. Hắc hắc, mời ký chủ mau đi đầu tư cho sư muội của mình. Mỗi lần đầu tư cho sư muội sẽ có thêm phần thưởng phong phú. Hệ thống, ý ngươi là ta chỉ có thể đầu tư cho sư muội của mình, những người khác đều không thể đầu tư? Đúng vậy, phiên bản hiện tại chỉ có thể đầu tư cho sư muội của ký chủ. Muốn đầu tư cho sư tôn thì ký chủ phải cố gắng nâng cấp lên phiên bản 2.0. Được rồi. Ngự kiếm theo gió đến. Trừ ma giữa trời đất. Sư muội đáng yêu, sư huynh đến đây.